Hello everyone. Today we learn Unit 3, My Family, Lesson 2. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta học Unit số 3, chủ đề về gia đình của tôi, bài số 2 nhé. Okay, so now let's read together. Grandfather, grandfather. He is a grandfather. He is a grandfather. Grandmother. Grandmother. She is a grandmother. She is a grandmother. Old. Old. She is old. Bà ấy thì già. Young. Young. Trẻ. He is young. He is young. Cậu ấy thì trẻ. Nào, bây giờ chúng ta chuyển sang phần câu nhé. Who's this? Who's this? He's my grandfather. He's my grandfather. Who's this? Who's this? Đây là ai? She's my grandmother. She's my grandmother. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang phần phonics, học chữ cái. Letter J sound J. Letter J sound J. J. J, jam. Jam là mứt hoa quả nhé. J, j, jump. Jump. Rồi phần cuối cùng là conversations, đoạn hội thoại. Hi, how are you? Hello, I'm fine. Who is she? Well, she is my grandmother. And who's he? He's my grandfather. Ok, rồi mình phân biệt được he và she chưa? She là bà ấy, cô ấy, dùng để hỏi về một người phụ nữ. He là cậu ấy, ông ấy, để hỏi là ông ấy là ai. Ok, so goodbye class, see you again.